Xin được kính chào quý anh chị em thân mến, thưa quý anh chị em. Theo WP Media thì Hà Bá là một vị thần vùng sông nước có tín ngưỡng giống như là thổ công. Chính vì vậy thì cho nên có câu, đất có thổ công, sông thì có Hà Bá. Hà Bá thường được miêu tả là một ông già tóc bạc như là một ông tiên vậy. Trên tay thì cầm phất trần, bầu nước và vui vẻ ngồi trên lưng của một con rùa. Thế nhưng cũng có nhiều nơi thì có những cái quan niệm khác nhau cũng như cái khác cái định nghĩa như trên. Theo đó thì họ coi Hà Bá là một vị ác thần, thường đi gieo rắc những tai họa cho những làng trài ven sông, nên bị mọi người vừa sợ lại cũng vừa ghét, tương tự như với phường luồng vậy. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng theo dõi dị truyện mang tựa đề Ký sự làng trài của tác giả Công Hiếu. Dị chuyện ghi lại cái chuỗi hành trình của hai vị pháp sư trẻ tuổi đã vượt qua gian nan, vất vả để thi triển pháp thuật dựa vào ngũ hành tương sinh để mà đổi lại cái sự bình an của người dân làng trài đối với hà bá sông nước tại nơi đây xin chân trọng cảm ơn <laughs> tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên ngay bên cạnh làm cho tôi choàng tỉnh giấc tôi thở dài trong tiếng ngái ngủ vẫn còn đó rồi bật dậy hôm qua phải chuẩn bị đồ đạc để khởi hành về giúp một hộ ngư dân sống ở trong cái vùng trài hôm trước một người đồng môn của tôi tên là lương có giới thiệu cho tôi một vụ việc có người chết đuối ở ven góc sông chỗ đó sơ qua một chút thì hai chúng tôi học cùng chung một thầy sau khi người thầy đáng kính của chúng tôi qua đời thì mỗi người một nhiệm vụ chia nhau ra để mà hành nghề trả nợ cho đời và giúp người dân vụ việc này là do lương đã nhận việc khác ở trước đó cho nên mọi người đã bàn giao lại cho tôi lấy số điện thoại sau đó tôi nói chuyện với bên nhà thân chủ rồi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để mà lên đường một chuyến đi cũng khá xa cho nên là phải mang theo khá nhiều đồ đạc để nói về vụ việc lần này tôi có chút gì đó nghi ngờ là ngôi làng này đã xảy ra một chuyện không có bình thường vì cứ mỗi tháng là sẽ có một người chết ở vùng sông đó chẳng biết có phải do bất cẩn hay không hay liệu rằng có một vấn đề gì đó mà khiến cho tai họa tai ương đã ập xuống cái ngôi làng yên bình như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán của tôi. Còn mọi thứ thì phải xem xét để mà tìm ra cái hướng giải quyết nhanh gọn nhất. Một cuộc điện thoại được gọi tới là cuộc điện thoại của Lương. Anh Việt à, anh đã chuẩn bị đi chưa? Ờ, anh mới dậy đây. Tắm rửa cái đã rồi bắt đầu lên xe khởi hành. Mà sao có chuyện gì mà gọi anh sớm như vậy chứ? Tôi đáp lại tiếng người đồng môn của mình. À không, Em qua cũng đã nghe mọi chuyện bên làng kia nói rồi Mà chắc là có vấn đề gì đó anh ạ Anh nên cẩn thận thì hơn Nếu có chuyện lớn thì phải báo lại cho em đấy nhé Lương đáp rồi cúp máy ngay Tôi quay sang nhìn căn phòng nhỏ su dọn lại sạch sẽ Sau đó xách đồ lên rồi nhanh chóng khóa chặt cánh cửa lại Căn nhà sẽ thiếu đi hơi người trong khoảng thời gian dài rồi Đa phần mỗi lần tôi đi đều đi trong khoảng thời gian ngắn rồi tranh thủ mà về sớm những đợt này đi lâu cho nên cũng có chút cảm giác gì đó lo lắng. Chiếc xe buýt cũng đã đợi sẵn ở trước cửa. Tôi chẹp miệng đi lên xe rồi yên vị vào bên trong đó. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi xa rời cái chỗ ồn ào náo nhiệt. Tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn từng người đang bon chen trên những khung đường tấp nập. Dự kiến là sẽ khởi hành trong vòng 3 tiếng, cho nên cũng tranh thủ chập mắt một chút. Chẳng biết đi được bao lâu, mà tôi đã nghe vang vẳng bên tai những cái âm thanh của trẻ con đang réo nhau, một điều gì đó cảm thấy đông vui lắm, cho nên ở bên ngoài như đang có hội hè. Kèm theo đó là chiếc xe dừng khựng lại, mọi người ở trên xe cũng bắt đầu nhao nhao cả lên. Tiếng của tài xế hô lớn: "Mọi người xuống xe nghỉ ngơi một chút đi, xe có vấn đề rồi, để cho chúng tôi kiểm tra cái đã nhá Tôi chàng tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài thì thấy có một đám nhóc đang chắn lấy chiếc xe, không cho xe di chuyển đoạn đường vắng tanh không có thấy bóng xe nào khác tôi có khả năng nhìn thấy những thứ không nên thấy từ bé và lúc đó thì nó lại vô cùng rắc rối đối với chính bản thân của tôi không phân biệt được đâu là người đâu là ma nhiều lần suýt đã phải bỏ mạng ngay tại nhà mình cũng may lúc đó có một ông lão trông cái dáng vẻ gầy gò quần áo tả tơi phát hiện ra rồi giúp đỡ tôi mọi chuyện nên mới không gặp nhiều thứ bất chắc bố mẹ tôi cảm tạ ông ta và mời ông ta vào nhà ăn uống và tiếp đãi sau đó sau vài ngày thăm dò tôi thì ông cũng đã quyết định nhận tôi làm học trò và ngỏ ý muốn tôi đi theo để học đạo giúp người giúp đời bố mẹ tôi thì cũng phản đối gay gắt nhưng về sau dưới sự thuyết phục của ông lão kia thì họ cũng đã đành chấp nhận để cho tôi đi theo ông ta và hứa là sẽ cho tôi về thăm nhà thường xuyên. Cũng phải thôi, vì giờ tôi cũng chưa biết mình gặp phải cái thứ quỷ quái gì, gặp vào thôi thì không sao, nhưng những hồn ma thì luôn luôn muốn tìm cách để hại tôi, cho nên bố mẹ tôi không thể nào mà trông coi tôi mãi được, vậy thì sẽ càng nguy hiểm hơn bội phần. Quyến luyến chia tay gia đình lúc còn quá nhỏ thế này, nên thầy giống như là một người cha của tôi vậy cùng với đó là thầy cũng đã nhận thêm mấy đứa nữa để mà học cùng trong suốt quãng thời gian dài cho đến khi đã lớn và thầy cũng đã không qua khỏi trong vòng luân hồi sinh lão bệnh tử thì mỗi đứa bắt đầu chia nhau ra để đi giúp người sau khi trở lại thêm được một chút thời gian nữa và tất cả vẫn còn giữ liên lạc với nhau để giúp đỡ cho nhau nếu như gặp chuyện gì khó khăn ơi à, khó rồi đây Chắc phải đợi rồi chứ xe không có vấn đề gì Mà nổ mãi không có thấy lên Tiếng của lơ xe quay sang nói chuyện với tài xế Tài xế lúc này cũng đi xuống kiểm tra cẩn thận Nhưng quay lại với một tâm trạng chán nản Làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể làm gì được Loài hoay lọ mọ ở chỗ gầm xe Tôi thấy không có khả quan lắm Cho nên bắt đầu bước xuống Đi ra đằng sau xe rồi nhìn đám tiểu yêu này trong chỗ này vắng vẻ như thế Thì làm gì có mấy chuyện này thì thấy vô cùng là khó hiểu Chúng nó cũng chỉ là những sinh linh nhỏ đáng thương Tôi khẽ nói với chúng nó Này, để cho chú đi đi Chú cho kẹo mấy đứa nhá Nhưng ai ngờ đâu Có một thằng cầm đầu Đứng lên nói với cái giọng vô cùng hách dịch nhìn tôi Rồi lắc đầu Vẫn giữ nguyên vị trí Cả đoàn người ở trên xe cúi xuống nhìn tôi một cách vô cùng lạ lẫm Nhưng những kẻ lập dị ở trên con đường này vậy nhưng mấy cái thứ này đối với tôi thì đã quá quen thuộc rồi Cho nên tôi cũng không có vấn đề gì ngại ngùng Tôi chẹp miệng một cái rồi lấy ở trong túi ra một nắm hương Sau đó đốt cho đám tiểu quỷ này Chúng nó lúc này nhanh chóng bâu lại Thì tôi dơ nhẹ một lá bùa lên dọa chúng nó Bọn chúng khi thấy lá bùa thì hốt hoảng loạn choạng Rồi nhanh chóng biến mất vào bên trong Những cái tán cây um tùm Che kín mọi thứ ở hai bên đường quay lại mấy người nhìn tôi phụ xe cũng không biết làm sao nữa bèn hỏi ờ anh anh là thầy pháp à tôi không có đáp lại mà quay sang ới với bác tài xế bác tài nổ xe được chưa ạ à? tiếng xe cũng bắt đầu rú lên mọi người vui mừng và trở về vị trí cũ của mình để tiếp tục cuộc hành trình tiếp theo tôi gọi phụ xe lại rồi đưa cho cậu ta một tấm bùa bảo cậu ta dán vào trước cửa kính kia rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay chuyến xe cứ thế lăn bánh dài và thẳng về phía trước mà không hề gặp bất kỳ một sự ngăn cản nào từ lúc này nữa tôi đánh tròn một giấc cho tới khi phụ xe gọi dậy tôi cười cười thanh toán cho cậu ta thì cậu ta lúc này kéo tôi lại rồi thưa chuyện dạ thưa thầy con cũng không biết là phải nói chuyện này như thế nào nhưng hôm nay gặp thầy ở đây thì con thấy là có cái duyên ạ à. hy vọng thầy không từ chối giúp đỡ gia đình con vợ con thì cứ tối là nó lại lên cơn y như là một người khác vậy Nhà mỗi đứa bé còn nhỏ Gia đình thì điều kiện cũng chẳng có Vợ bị như vậy thì con đâm ra rất là lo Cho bốc hết thuốc thang nhưng mà không thành Thầy xem thầy như thế nào giúp đỡ cho con với ạ à? Hy vọng thầy tử bi mà giúp đỡ Tôi nghe xong cũng nhìn dáng vẻ của cậu ta Trông cũng khắc khổ Đôi mắt thâm quầng lại Tôi gật đầu rồi nói Tôi cũng có việc ở chỗ này số điện thoại của tôi đây giờ tôi phải xuống xe nhà cậu ở xa không nhà con cách đây độ vài cây thôi thầy ạ à. vậy con sẽ gọi cho thầy sớm ạ à? cậu phụ xe lễ phép đáp lại tôi nhận số sau đó sách đổ đi xuống phía dưới rồi bước từng bước đi ra bên ngoài thầy việt có phải không ạ à? cháu chờ thầy lâu lắm rồi đấy sao giờ thầy mới tới nơi ạ à? một thằng nhóc cũng độ lớp 8, lớp chín trông cũng khá là lớn đang đứng cạnh. Nghĩ rằng đây chắc chắn là người nhà ở bên kia đã mời đi đón tôi. Tôi đã gật đầu đáp. Ờ, à, thế đưa chú về xem như thế nào nhá, phiền cháu quá. Dạ không sao thầy ạ, thầy cứ đi hướng này nào. Vừa đi, vừa quan sát mọi thứ xung quanh của ngôi làng, những căn nhà hay những vườn cây ăn quả, hai bên vệ đường thì cỏ mọc um tùm, con đường rất khô cứng. Vừa đi, tôi vừa được nghe thằng bé giới thiệu chỗ này đến chỗ kia Rồi cả hướng ra chỗ ngoài sông mà mọi người đang làm việc ở ngoài đó Ngắm nghĩa khung cảnh yên bình Với ánh nắng đang chiếu rọi xuống mọi cảnh vật xung quanh Tôi khẽ hít một hơi thật sâu Lấy không khí xung quanh Đi vào căn nhà của thân chủ kia Đi từ ngoài vào bên trong thì tôi đã thấy có một thứ mùi nồng bốc lên Đó chính là mùi nhang khói lan tỏa Tôi khẽ chép miệng một cái rồi đi vào Thằng nhóc kia đi vào bên trong gọi bố mẹ nó ra bên ngoài Nhìn hai vợ chồng đi ra đón tiếp tôi Ai nấy cũng mắt sưng húp lên Chắc là khóc than cho đứa con trai xấu số của mình Tôi đã kéo chiếc ba lô xuống để cạnh chân ghế cúi đầu vào chủ nhà như là phép tự nhiên Sau đó đi thẳng tới ban thờ ở ngay bên ngoài này Đốt một nén nhang Sau đó cắm vào lư hương, vái lại Rồi quay trở lại bàn ngồi uống nước Chủ nhà tên là Thân, năm nay cũng đã ngoài 50. Vợ chồng nhà chú ta có hai đứa con, một tên là Chí, hai là Hạnh. Chí là người mới mất cách đây không lâu, và người lúc nãy đón tôi bên ngoài kia thì tên là Hạnh. Tôi ngồi xuống nhấp một cốc nước, rồi ngó nhìn xung quanh mọi thứ, khẽ lắc đầu một cái rồi mới mở lời. Không biết là các bác có phiền khi kể lại cho tôi nghe hết toàn bộ sự việc là như thế nào được hay không? tôi đã nghe qua điện thoại thì cũng chưa hiểu rõ vấn đề này cho lắm. Hai vợ chồng già khổ sở nhăn nhau đôi mắt lại, người vợ dường như đã quá đau khổ cho nên chỉ có thể quay đi rồi lấy tay bịt miệng lại, tránh cho những giọt nước mắt lăn ra. Tôi cũng biết làm như vậy thì sẽ chạm vào nỗi đau của những người ở đây, nhưng biết làm sao bây giờ? Nói chung là đành phải kể lại, nếu không thì sự giúp đỡ của tôi cũng không có chứng cứ để mà giúp đỡ mọi người được. Ông thân sụt sùi một cái, rồi ngước lên trên ban thờ, trông di ảnh của người con quá cố mà thở dài một cái, mang bao nhiêu cái gánh nặng ở trong người đem ra để giải bày cùng với tôi. Cũng dịp này là dịp nghỉ hè của chúng nó, cho nên hai anh em sáng đi làm lụng giúp bố mẹ, tối về ra sông kiếm gì đó về làm tối, làm bữa ăn. Người dân ở làng này lớn lên đều làm từ chài lưới Cho nên là ai cũng biết bơi lội hết cả Nhưng ở đâu thì ở đó cũng phải có tục lệ gì đó của nó Làng này mỗi tháng đều có ít nhất là một người phải bỏ mạng ở dưới dòng sông này Thằng Chí và Hạnh tuy cũng đã nghe quen nhiều cái chuyện này rồi Và chính chúng nó cũng là một trong những đứa chứng kiến vài người tận mắt chết ở đó rồi Nhưng ở cái độ tuổi này chúng nó vẫn còn ham bơi ham chơi và nô nghịch nên những lời khuyên can dường như là vô ích đối với chúng nó. Buổi chiều hôm định mệnh ấy, Chí và Hạnh đều cùng nhau ra bên ngoài bờ sông đó cùng với đám bạn để nô đùa với nhau. Khi cả lũ đang bơi rồi đuổi nhau thì thằng Chí bơi ra một đoạn rõ xa với cả đám. Chí lúc đó thì đang bơi ra xa ngoài bờ, không để ý lắm cho nên Hạnh ở gần bờ. Thấy vậy thì bèn gọi lớn báo hiệu cho anh nó. Anh Chí ơi, về đi bơi hơi xa rồi đấy nhá nhưng trí thì vẫn cứ đùa cùng với màn nước mắt lạnh đó vẩy nước lên một cách vui vẻ lắm đám bạn thấy anh nó đang vui đùa thì quay sang trêu nó mày cứ phải lo cho anh mày quá làm gì anh lớn hơn mày mấy tuổi cơ mà lo lắng quá làm gì cơ chứ hạnh cũng không dám nói gì thêm bởi tháng trước mới có người mất xong mà giờ chưa có ai thì cũng thấy hơi lo lắng Đáng lẽ mọi chuyện xảy ra như thế thì phải ít người ra bên ngoài sông này, nhưng chúng nó vẫn cứ tấp nập vì ở đây chính là nguồn sống của họ. Đột nhiên, Hạnh thấy chính chỗ mà Chí đang bơi, tự nhiên sủi bọt lên sùng sục như là đang sôi nước vậy. Hạnh lúc này thì thấy không có ổn, nhanh chóng vòng người bơi ra bên ngoài đó kèm theo tiếng hét lớn. Anh Chí ơi, bơi về đi. Mấy thằng bạn của Chí cũng đã quay sang nhìn thì không khỏi lo sợ, bèn nhanh chóng bơi ra bên ngoài theo hướng của Chí. Nhưng mọi thứ đều đã muộn mất rồi, Chí cũng không trở tay được nữa, ngay lập tức bị một bàn tay nào đó lạnh lẽo nắm lấy. Nó cố gắng ngoi lên trong cái sự hoảng loạn, gào lên một cách tuyệt vọng. "Cứu, cứu, cứu tao với!" Tiếng kêu nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ chìm xuống trong cái dòng nước kia. Hạnh bơi đến nơi, thì xác của Chí đã chìm sâu xuống dưới rồi. Hạnh gào lên trong cái sự đau đớn. "Anh Chí ơi, anh Chí!" Tiếng gào đến lạc cả giọng đi của Hạnh đã làm cho đám bạn của Chí nhanh chóng lặn xuống dưới dòng nước để tìm kiếm. Hạnh lúc này cũng ngụp lặn liên tục để tìm kiếm người anh của mình, nhưng mọi thứ đều như đã quá muộn, không có còn cách nào để có thể tìm kiếm được nữa. Thấy Hạnh đã cố gắng hết sức rồi, mà dường như nó đang dần yếu đi. Nếu không đưa nó vào bên trong bờ Thì e rằng lại có chuyện tiếp theo xảy ra Kéo nó vào bên trong Mà nó không ngừng dãy dựa Gào thét trong cái sự tuyệt vọng rồi ngất lịm đi Mấy thằng kia lúc này cũng là khá hoảng loạn Làm sao bây giờ tụi bay Nguy rồi Vậy là thằng Chí là người tiếp theo rồi Báo cho mọi người trong làng biết đi thôi Thằng kia nghe xong mà cúi gầm mặt xuống đáp trả lại Biết rằng mọi thứ sẽ chìm vào trong cái sự tuyệt vọng nhưng tâm lý ai mà chẳng thế chuyện người rơi xuống dưới nước mà mất xác như thế này quả thực là khiến cho ai nấy không thể tin được vậy thì cái xác đã biến mất hay sao ông bà thân sau khi nhận được tin giữ cũng nhanh chóng cùng với họ hàng và người dân ra bên ngoài để xem xét những chiếc thuyền cũng đã cập bến và nhận được tin thì đã quay ra thả lưới để vớt xác dù họ biết tất cả mọi điều mà họ đều trở nên công cốc mà họ làm đều trở nên công cốc Vậy là tất cả đều đã chết Còn xác thì hiện tại không hề có bất kỳ dấu vết gì để tìm ra được Thằng bé hạnh kia cũng cúi gằm mặt xuống mà khóc lóc Nhìn nước mắt của cậu em đã rơi xuống Vì không thể cứu được anh của mình Máu mủ ruột thịt thiêng liêng là như vậy đó Dường như đã được sắp đặt như vậy Tôi thấy thằng cu hạnh vẫn còn đức nở quá nhiều Tôi vỗ vai của nó rồi cho nó một láp bùa bảo nó chú không biết nói như thế nào với mày nữa nhưng mà hãy cố gắng sống thật tốt để thay phần anh mày chăm sóc bố mẹ nhá đừng để bố mẹ phải khổ sở hay lo lắng nhiều cho chúng mày như vậy là được đeo tấm bùa này vào người đi rồi cố gắng sống tốt phần còn lại nhá nếu như không có ngại liệu cháu có thể ở đây cùng với hai bác có được không cũng chưa biết là bao lâu nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức để có thể tìm được xác của trí mà mọi người đã tìm trước đó. Ờ, được thôi, được thôi, tất nhiên là được rồi. cháu thích ở bao nhiêu lâu thì ở. chồng cháu giống con trai của bác quá. tôi cũng không có tâm trí đâu mà đùa nữa. tôi kéo hạnh ra rồi nói chuyện. đưa chú vào phòng bên trong để mà cất đồ đạc đã nào. chưa rồi. cô hạnh cũng đã đỡ sướt mướt hơn. nó nhanh chóng lau những giọt nước mắt rồi dẫn tôi vào bên trong xếp hết vào bên trong góc tủ tôi quay sang nhìn hạnh rồi chấn an nó gắng lên nào thanh niên đừng có ỉu siêu như vậy nữa mà gọi anh thôi đừng có gọi chú như vậy thì lại già quá anh hơn mày gần chục tuổi thôi mà trông anh già như thế hay sao vâng em sẽ cố nhưng em nhớ anh trai em quá thằng cu hạnh lại ra cái giọng điệu bộ đó nó không thể tự kiềm chế lại được chính cảm xúc của mình tôi cũng chỉ biết im lặng theo để mà thể hiện cái sự đồng cảm Thầy ơi Hạnh ơi Ra ngoài ăn cơm đi Đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi đây này Tôi đi ra bên ngoài Người thấy mùi hương mà cũng tấm tắc khen Gia đình nhà bác nấu ngon thật đấy Tôi đi cả nguyên một chặng đường dài Mà sáng cũng chưa có ăn gì Nên bụng cứ đói meo cả ra Mà bác này Bác đừng có gọi cháu là thầy này thầy nọ nữa Nói như vậy thì khó chịu và bứt rứt lắm bác cứ gọi cháu là việt như vậy là được rồi gọi như thế thì cháu không có quen ạ à. hai vợ chồng của ông thuận nghe xong mà cũng phì cười ăn uống xong xuôi tôi quay ra rửa bát nhưng bị bác gái ngăn lại tôi đẩy nhẹ tay của bác ra rồi nói cháu đến đây thì bác cũng phải cho cháu làm một cái thứ gì đó chứ để cháu ngồi không như thế này thì cháu thấy cứ khó chịu kiểu gì ấy tôi rửa cùng với cu hạnh xong xuôi đi vào bên trong giường nằm Tuy nói chuyện là sẽ cố tìm xác của Trí cho gia đình Nhưng giờ tôi lại thành ra mông lung Chẳng lẽ sông này lại chết nhiều do trùng hay làm sao Tôi cứ thức nguyên như vậy Dù vẫn đang nằm ở trên giường Thằng cu hạnh nằm bên cạnh tôi thì cũng đã ngủ say Bầu trời thì khá là oi bức Tiếng thở dài của tôi Kèm theo với tiếng quạt điện Đã vang lên trong căn phòng Tạo ra cái cảm giác khá là bức bối Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 2 giờ. Tôi ngồi dậy, sau đó mặc đồ vào rồi kéo tay của thằng Hạnh dậy mà hỏi. "Này, mày dẫn anh ra bên ngoài sông có được không?" "Ơ, anh ra ngoài đấy làm gì vậy?" Hạnh vẫn còn ngái ngủ, bị tôi kéo dậy như vậy, nó cũng tỏ ra là khá khó chịu. Tôi chỉ bảo nó là chỉ cho tôi chỗ ngoài bến đó. Từng bước đi ra bên ngoài bãi vô cùng thận trọng tôi ngó nhìn tất cả mọi thứ xung quanh một lượt không có rời mắt Những người đi đường thấy tôi đều ngó nhìn vì lạ Người lạ mới tới nơi này Ra đến bên ngoài ven bờ sông Bãi bồi cũng đã được hình thành cao chỗ mực nước Tôi đứng ra đó để mà ngó nghiêng nhìn xung quanh Nắng nóng mà tôi vẫn đầu trần Quan sát hết một lượt Tôi chẹp miệng vì chưa phát hiện ra điều gì bất thường Bèn nhanh chóng đi xuống rồi về Bao nhiêu suy nghĩ lúc này đang bủa vây lấy tôi Không biết sẽ tìm ra cách nào để có thể xử lý được vụ việc này E rằng nó khó hơn tôi tưởng Về đến nhà tôi cố tỏ ra khuôn mặt bình thường với mọi người Nhưng bên trong luôn cảm thấy ấm ức Ý ách gì đó một cách khó chịu Lấy một điếu thuốc ra Khẽ thở dài ra bên ngoài bầu trời Tôi vẫn đang nghĩ cách xem Nên làm như thế nào Cái tích kia của bác Thuận nói Nhưng bác không hề biết chính xác là nơi nào đang ngẩn ngơ thì bác ta gọi tôi giật bắn mình. Có chuyện gì sao mà trầm tư quá vậy à thầy? Bác này, cháu đã bảo bác coi cháu như người nhà là được, gọi cháu tên là Việt thôi. Tôi quay sang đáp lại, à, bác xin lỗi, tại bác quen mất rồi, có tuổi mà, nên thông cảm cho bác. Bác Thuận gãi đầu cười trừ. Tôi lặng đi một lúc rồi dập điếu thuốc đang cháy dở, rồi nhìn bác ta nhưng thay vào đó là kèm theo tiếng thở dài đúng là người đã trải lập tức đoán ra được có chuyện gì mà không nghĩ ra được phải không tôi gật đầu rồi đáp lại liệu trong làng mình có ai có thể nói rõ ràng hơn cái chuyện vì sao mà làng lại luôn có người mất như vậy được không điều này cũng làm cháu suy nghĩ đấy ạ à. vậy thì tối nay để thằng hạnh dẫn sang nhà ông long ông ấy là người già nhất ở trong làng này chắc có lẽ là ông ta sẽ giúp được những gì cậu cần Tôi nghe xong mà cũng như mở cờ ở trong bụng Chắc chắn đây sẽ giúp được gì ích cho những công việc sắp tới của tôi Thời gian cũng bỗng chốc chuyển sang buổi chiều tà Những làn gió mát rượi thổi vi vu Làm cho không khí oi bức cũng trở nên dịu xuống Tranh thủ tắm rửa đi một chút Rồi tôi ngồi vào bàn ăn cùng với gia đình của nhà bác Thuận Bữa cơm ăn uống trong cái sự im lặng Tôi xu dọn xong bèn ngồi nghỉ ngơi một chút ở bên nhà bác Thuận. Sau khi đã ổn thỏa, tôi lúc này mới kéo Hạnh ra bên ngoài nói chuyện với nó. Hạnh dẫn anh sang bên nhà Bắc Long có được không? Anh có chút chuyện nhờ ông ấy, đi với anh một lát nhé. Hạnh nghe xong thì cũng nhanh chóng quay lại cầm điều khiển ấn nút tắt, rời khỏi chiếc tivi đang chiếu chương trình hấp dẫn. Nó đứng lên rồi đi ra bên ngoài. Tôi cũng xin phép hai bác đi cùng với nó. Đúng lúc tôi đứng ra bên ngoài thì tất cả mọi thứ khiến cho tôi giật mình. Theo những đôi mắt âm dương của tôi nhìn thấy, ở xung quanh ngôi làng này, bao nhiêu toàn là những đám mây chứa đầy âm khí. Ngôi làng này suốt bao nhiêu năm qua là như vậy hay sao? Tôi tự nhủ ở trong đầu, không lẽ nào, mọi chuyện nó đã đi quá tầm kiểm soát với mình rồi. Không thể tin nổi, sao âm khí lại nặng như thế này chứ? Tôi đi ra bên ngoài mà không có nói thêm điều gì. Hạnh thấy tôi thì vừa cau mày cũng không có dám hỏi gì thêm. Hai đứa chúng tôi đến nhà ông cụ Long theo như lời của bác thân kia đã nói. Hạnh nó nhanh chóng gọi cửa, rồi hai đứa chúng tôi được phép đi vào bên trong. Tôi vào bên trong nhìn ông lão với da rẻ gầy gò nhưng trông vẫn còn hoạt bát. Tôi nhìn mọi người rồi cúi đầu chào một cái, sau đó giới thiệu toàn thể với gia đình. Ông cụ Long này cũng đã gần 90 tuổi tôi cũng đến kinh ngạc khi mọi người nói ở cái tầm tuổi này rồi nhưng con trai của cụ nhìn tôi mà khẽ nói nhỏ một câu không biết là ông cụ nhà tôi có thể giúp gì được cho cậu chứ nhưng mà ông ấy kín tiếng lắm không thấy nói gì nhiều đâu chỉ biết ngồi rồi nhìn mọi người như vậy thôi tôi nghe xong như vậy thì có phần hơi buồn nhưng tôi cũng cố gắng níu lại một đôi chút tia hy vọng để xem xem mọi chuyện có tiến triển gì hay không Ông cụ già lúc này theo như người nhà bảo là không có giao tiếp với ai, thì đột nhiên ông ta nhìn thẳng vào mặt của tôi, rồi nói rằng cố gắng từng chút một, khiến cho tất cả những ai có mặt trong nhà đều không khỏi giật mình. Thành hoàng làng. Thành hoàng làng. Nói như vậy xong, ông ta ngửa ra chiếc ghế sau đó hồn hển vì mệt. Tôi đã nghe được ba chữ này thì cũng chưa biết nên làm như thế nào, mọi thứ thì có vẻ khá là mông lung người nhà cũng không làm gì được hơn bèn cho ông cụ đi nghỉ ngơi tôi cũng xin phép đi nhanh chóng rồi về trong đầu của tôi vẫn luôn hiện rõ ba chữ kia mà ông cụ long đã gắng gượng để mà nói chuyện đối với tôi tôi vội vàng kéo tay của hạnh lại rồi nói này dẫn anh ra bến ngoài miếu đi ở đó chắc là có thứ anh cần đấy vậy anh đi theo em nhưng nó cũng ở gần bờ sông đấy không sao chứ hả anh hạnh đáp lại tôi với cái giọng hơi lúng túng nhưng tôi lắc đầu bảo nó mọi chuyện không có vấn đề gì cả từng bước đi ra bên ngoài miếu kia âm khí mỗi lúc một mạnh làm cho tôi nổi cả da gà đi vào bên trong căn miếu nhỏ với những thứ sập sệ tôi ngó nhìn vào xem từng chi tiết trên bức tượng thành hoàng làng của ngôi làng này lục lọi một hồi nhưng không có nhận ra được gì cả đang tính bỏ đi thì đột nhiên tôi đã nhận ra bức tượng này có gì đó không đúng vẫn còn có những cái mảnh bột vun vỡ. Tôi tính lật quay lại thì hạnh đã ngăn. Ê, anh làm như vậy là không có được đâu. Sao lại động vào mấy thứ này chứ? Thế mày không muốn anh tìm kiếm mọi việc hay sao chứ? Được rồi, chú quay người đi để anh làm cho. Tôi quay sang bảo thằng Hạnh. Khẽ từ từ quay người pho tượng thành hoàng. Tôi cũng khá là bất ngờ khi đằng sau đã bị đục một lỗ nhỏ kèm theo đó là một mảnh giấy được xếp gọn vào. Tôi lấy tờ giấy đó rồi nhanh chóng đặt pho tượng lại vị trí cũ. Tôi quay sang dục hạnh đi về. Gió lúc này mỗi lúc một thổi lớn hơn. Hai anh em đi nhanh về mà không mảy may suy nghĩ điều gì thêm. Về đến nhà, vợ chồng của bác Thuận cũng đã đợi tôi xem rồi bèn hỏi. Sao rồi? Đi có được gì không? Mà hai anh em đi lâu thế? À, nói chung là vẫn chưa có được gì nhiều bác ạ. Nhưng hy vọng là sẽ giúp ích gì được cháu xin phép vào phòng trước tôi nhanh chóng đáp lại rồi xin phép vào bên trong phòng tôi ngồi vào trong bàn học của hạnh rồi bật đèn lên nhìn chi tiết từng viết chữ quả thực là để lâu rồi cho nên nó cũng đã nhầu đi bao nhiêu nói chung là căng hết mắt hết sức thì mới đọc được những dòng chữ đó chưa biết từ bao giờ để lại nhưng dường như nó kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra ở ngôi làng này từ trước tới nay Tôi nín thở và bắt đầu đọc Câu chuyện này xảy ra cũng đã từ thời xa xưa Và nó như là nguồn gốc cho những cái chết mất xác Ở trong cái vùng sông nước này Ngôi làng này được dựng lên bởi những người đi xa di cư về đây Lấy nghề chai lưới để làm công việc kiếm sống mưu sinh qua ngày Trang trải từng chút một Chẳng mấy chốc mà bao nhiêu người kéo về đây Cùng nhau làm việc mà xây dựng chung Để rồi một ngày nơi đây chẳng có mấy chốc tạo dựng thành một ngôi làng trải lớn. Mọi chuyện cứ thế yên ổn qua từng ngày tháng. Nhưng độ ấy, khi ông cụ Long còn bé, thì cả làng lúc này gặp phải nạn đói. Gọi là nạn đói, nhưng không biết có phải là do ông trời làm hay không. Đa phần những con người nơi đây kiếm sống bằng cái lần đi đánh cá, thả lưới. Nhưng tuyệt nhiên trong những gần một năm mà tất cả lại không thu được bất kỳ một điều gì cả. Ai nấy cũng chán nản, nhiều người còn bỏ đi vì không thể cứ sống thế mãi được một lần có một người bắt được một con cá lớn người đó vui mừng đem thành quả về hy vọng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp đến với người dân làng này vào những ngày sau ra khơi sẽ có đầy ắp những chuyến thuyền đánh cá nhưng đêm hôm đó người đó nằm mơ thấy có một ông lão già nua toàn thân toát lên một cái mùi sông nước mặt đặc trưng Ông ta đi đến chỗ của người đàn ông đã bắt được cá Và yêu cầu ông ta thả con cá kia quay trở lại Vốn dĩ chẳng quan tâm nhiều đến những hiện thực này Ông ta đáp lại một cách vô cùng mãnh liệt rằng Sẽ không thả vì đây coi như là niềm niềm hy vọng đối với người dân trài Sau một năm bết bát không có gặt hái được nhiều thành quả gì Nhưng ông lão kia quay sang với khuôn mặt vô cùng giận dữ rồi đáp nếu như người không nghe theo lời của ta Thì chắc chắn làng này sẽ gặp đại họa Đừng có cố làm cản Sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu Thế rồi khi người kia tỉnh giấc Nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi Và con cá đó thì đã làm mồi nhắm cho những người dân trài ở đây Hôm đó thì trời đổ mưa một trận rất lớn Nước mưa như chút bao nỗi uất hận ở đây Người dân thì chưa biết rằng tai họa ập đến sẽ như thế nào Nhưng mà hiện tại trước mắt thì những ngày sau theo như họ nghĩ sẽ là ổn thỏa hơn Sáng ngày hôm sau mọi thứ đều đã tạnh giáo Có mỗi con đường đi ra bên ngoài thì bầy nhảy Những người đàn ông cũng vác lưới và chuẩn bị đi ra bên ngoài để kéo thuyền Ai nấy cũng vô cùng háo hức Người đàn ông bắt được con cá kia thì cũng chẳng thèm bận tâm về cái giấc mơ kỳ lạ kia nữa Ông ta kéo thuyền của mình đi cùng với mọi người đi ra bên ngoài bờ sông Những người đàn bà phụ chồng xong thì cũng quay trở lại Những chiếc thuyền bám nhau rồi lướt trên những dòng nước lớn Từ từ đi ra bên ngoài Ánh mặt trời nhô lên cao chiếu xuống dưới dòng sông phản nhau trên những con thuyền Quả thực là một khởi đầu mới vô cùng thuận lợi Thuyền của ai sau một ngày đi đánh về đều được rất nhiều cá Mồ hôi lấm tấm nhưng thay vào đó là một nụ cười khá mãn nguyện mấy người đuổi nhau chắc hôm nay phải đi đến đêm mới về mất Thả mẹ nào là lớn mẹ đó vui quá người đàn ông kia cũng cười lớn mà vui vẻ đáp trả lại à, nói không ngoa nay vớ vẩn đi làm lại được nhiều nhất ấy chứ giá mà có thuyền lớn thì cũng đi được vài ngày nhưng thôi thuyền bé như thế này kiếm qua ngày cũng đã đủ bữa để nuôi vợ con rồi tiếng cười đùa của những người dân lao động cũng song xuôi Khi ngồi ăn uống với nhau vào buổi trưa Sau đó lại lên đường quay trở về nhà kẻo tối Những chiếc thuyền đi về giàn nhau Trông ai cũng vui vẻ Những người đón đợi ở bên ngoài bến Để chờ lấy cá cũng nhanh chóng giơ tay báo hiệu Người đàn ông kia đi được một đoạn Thì đột nhiên thấy thuyền rung lắc một cách dữ dội Toàn thân của ông ta trao đảo một cách khó hiểu rồi một chiếc thuyền đi sau Không may đâm thẳng vào sau Vì ông ta không di chuyển cứ đứng yên như vậy Gã đàn ông trao đảo Rồi chiếc thuyền bị lật một cách rõ rệt Trước bao nhiêu con mắt của những người xung quanh Mấy người kia thì mải vào bờ Nên chưa có ra kịp Còn ai đứng ở ngay đó thì cũng hoảng loạn mà gào lên Chết rồi Chúng mày đâu Ra cứu bác ấy nhanh lên Những chiếc lưới vớt ra đều vô tác dụng Không hề thấy xác của người đàn ông kia đâu cả Mấy người thuyền còn chứa đồ thì nhanh chóng trở về bờ, còn những người ở ngoài xa kia thì nhanh chóng ập lại vào bên chỗ người đàn ông vừa chìm xuống kia để vớt lên, nhưng sau những hì hục thì ai nấy cũng đã gào lên. Không có thấy xác đâu cả. Điều này làm cho những người kia phải đến mức kinh sợ, vì rõ ràng là chìm ngay ở dưới thôi, nhưng bao nhiêu người nhảy xuống thì cũng không thể tìm ra được người kia. Những cuộc nỗ lực tìm kiếm vẫn không chịu dừng. Tối ngày hôm đó, xung quanh bên sông là những ngọn đuốc sáng rực. Nhưng sau đó là những người ở bên bờ với toàn thân ướt sũng. Kết quả trả về vẫn là con số 0. Một người lúc này đã mệt lạ ra rồi nhìn và ngó nghiêng. Có chuyện không hay rồi. Rõ ràng là lúc rơi xuống dưới thì tất cả mọi người đều nhìn thấy và xuống vớt luôn. Nhưng cho đến giờ thì không hề thấy bất kỳ một điều gì rồi. Lần này mệt mỏi thật rồi đấy. Nỗ lực tìm kiếm suốt cả ngày mà tất cả đều bất thành. Phải đấy, theo tôi thấy thì nên mời thầy về xem như thế nào đi. Một người khác cũng đã lên tiếng đáp lại. Mùi hương khói và vàng mã cũng đã đốt cháy bốc đầy lên ở mặt bờ rồi. Ai cũng hy vọng là sẽ tìm được người kia. Tôi cũng đã giật mình vì bên ngoài, thằng Hạnh gõ cửa đi vào, thấy bộ dạng của tôi thì nó đã quay sang hỏi. Anh đã tìm thấy được điều gì chưa? Cũng có chút chút Mày cứ ngủ trước đi Rồi lát anh sẽ kể cho mày nghe Và bây giờ thì im lặng nhé Tôi quay sang gật đầu với nó Thằng bé vâng dạ rồi nằm ra giường Tôi thở ra một cái nhẹ Tiếng động bên cánh cửa sổ Làm cho tôi thấy có gì đó hơi bất an Tôi quay sang tiếp tục đọc những cái dòng chữ kia Thế rồi khi hôm sau Mời ông thầy tới làm lễ ở bên ngoài bờ sông Hy vọng sẽ kiều hồn của người đàn ông kia về để tìm lại xác nhưng ông thầy này Ngồi nguyên ở bên ngoài mãi bất nửa Ngày trời Nhưng không thể làm gì khác được Ôi, Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi Nhưng thực sự thì Cái này là quá khả năng của tôi Xin cáo từ mọi người Không thể ép thêm được gì Dù sao thì chuyện này Cũng chẳng phải là đơn giản nữa Người thầy cúng đó đi về nhà bên người nhà Người thầy cúng đó đi về nhà Bên người nhà bên này cũng đành bất lực trong tuyệt vọng mà làm một tang lễ mà không có xác của người đàn ông đó. Tuy thương tiếc nhưng mọi người đành phải bất lực và chỉ hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó giúp mọi người tìm được xác lên mặt thôi. Mọi chuyện thực sự tồi tệ hơn chỉ vì cách đó 3 ngày sau lại có người khác mất tích trước bao nhiêu con mắt khi đang mò ở một góc bến sông. Chỗ nước xung quanh đột nhiên sủi bọt và nuốt chửng người đó xuống dưới dòng nước Mọi người biết rằng cả làng đang gặp đại họa, người chết mỗi lúc một nhiều, những lời đồn đại cũng đã nhanh chóng ùa ra với những người dân của làng khác. Tuy nhiên điều này thì đối với mọi người dân cũng khá là lo sợ vì cứ lo lắng xem ai sẽ là người xấu số tiếp theo. Nhưng họ làm sao mà có thể từ bỏ đi được cái mảnh sông để mà nuôi sống toàn thể gia đình được chứ? Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn cứ quyết định ở lại đây và chính vì thế nên số lượng người bỏ mạng tại đó cũng không hề ít tất cả mọi người họp bàn lại với nhau để tìm cách đối phó với đại họa này nếu không thì sẽ chết hết cả làng với lại hiện tại công việc đang diễn ra suôn sẻ những người dân làng trài mỗi khi đi về đều mang theo con thuyền đầy áp cá sau khi những ý kiến đã được đưa ra mọi người mời một vị thầy cao tay đến để xem xét mọi chuyện như thế nào ông thầy này đứng ở trên bờ nhìn vào con sông buổi chiều êm đềm thì lắc đầu mà nói các người đã gây ra đại họa rồi đắc tội với thần sông cũng không biết ta có thể làm gì được hay không nữa nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức thôi nói rồi ông ta lao xuống dưới dòng nước lạnh lẽo ở đằng sau là vô số những ánh mắt đang nhìn sấm chớp đánh lên liên hồi ông thầy ngồi lên trên bờ sau những giây phút vật lộn đầy khó khăn ở trong dòng nước toàn thân thì ướt sũng ông ta gục xuống giữa những con người đang bùa vây mà nói lời chăn chối yếu ớt ta xin lỗi nhưng ta cũng chỉ vớt được những cái xác lên thôi tạm thời sẽ là một tháng sẽ có duy nhất một người chết đừng có bỏ cuộc mà phải hy vọng rồi sẽ có người tới giúp đỡ mọi người vượt qua đại họa này khuyên mọi người hãy nên chờ đợi đi những cái xác nổi lên cũng đã được gia đình đưa về nhà an táng trong cái sự bi thương ông thầy cũng được mọi người trịnh trọng làm một lễ tang để thể hiện lòng biết ơn vô hạn và cũng đúng như những gì ông ta nói mọi thứ về sau tuy có phần ổn thỏa hơn nhưng cái giá trả về rất đắt mỗi tháng không rõ thời gian cụ thể là như thế nào nhưng mà đều có người chết ở trên bờ sông mà không tìm được xác lâu rồi thì cũng đã trở thành quen nên ai đó cũng vẫn cứ chấp nhận số trời đã định nhưng nỗi đau mất người thân chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai được mọi người vẫn nhanh chóng đi tìm kiếm những vị thầy được bảo là cao tay để giúp đỡ nhưng chẳng có ai dám đến giúp dân làng cả vì sợ mình sẽ là người phải bỏ mạng ở nơi đây có người còn độc mồm độc miệng mà nói thêm vào làng các ngươi tự gây ra thì các ngươi phải chịu hậu quả mà thôi điều đó là rõ ràng rồi Đừng có mà lôi chúng tôi vào trong cái này Không thì chúng tôi sẽ lại là kẻ chết thế cho các người đấy Cũng có người chỉ cần thấy xuất hiện biết tin Đây là người làng bên đấy Thì ngay lập tức đuổi họ về và cư xử một cách rất lỗ mãn Không những thế mà còn lấy lửa ra đốt vía Những hành động này ai nấy cũng đều biết Nó như sát muối vào trong người nơi đây vậy Gần như tuyệt vọng vì không thể làm được điều gì khác Trong khi đó bao nhiêu năm biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng tại cái dòng sông này rồi đây những giọt nước mắt hòa cùng với cả vào lẫn với dòng nước sông lạnh lẽo người con vợ con cũng phải bỏ mạng tại dòng sông này những đứa trẻ vẫn còn ở trong độ tuổi ăn chơi tuổi lêu lỏng thì lại không còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa nhiều người đã ngất liệm đi khi ra bên ngoài bờ sông sau khi nhận được tin báo cùng với đó là nhiều người đang lao xuống tìm xác của người thân họ tạo nên cái khung cảnh tang thương với những mùi nhang khói và thêm cùng với đó là những đống vàng mã được đốt bốc ngụt ngụt lên tôi gấp gọn tờ giấy lại rồi thở dài dựa ra ghế vậy là mọi chuyện cũng đã giải thích cho tôi hiểu được phần nào giờ thì phải nghĩ xem cách nào đây vì gần đây như là một tục lệ bởi nó đã trải qua biết bao nhiêu năm rồi thấy tôi đã xong thằng cu hạnh nhanh chóng nhìn sang phía tôi rồi nói anh ơi, anh đã xong chưa? Thế kể cho em nghe được không? Em cũng đang mong chờ tin của anh lắm rồi đây. Tôi đứng lên, bước lên trên giường khẽ dựa vào bên cạnh cửa sổ đắt đóng và vẫn hơi run lên vì gió, rồi nhìn thằng hạnh với đôi mắt đang chờ đợi. Chồng thấy nó như vậy mà xót thương vì nó rất nhớ anh của nó. Đôi mắt của nó lúc nào cũng nhìn vào di ảnh của người anh đã khuất rồi cúi gằm mặt xuống như là đang có tội vì không thể cứu được anh mình vậy tôi nằm xuống đưa tay lên chán rồi nói cùng với nó kể cho nó nghe toàn bộ về những câu chuyện mà mình đã đọc được cho nó nó nhìn tôi trầm tư mà nói liệu anh sẽ không sao chứ anh không rõ lắm nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức ít nhất là anh cũng phải tìm được cái xác của tất cả mọi người lên trên tôi lắc đầu rồi chìm đi trong giấc ngủ lúc nào mà không hay tay vẫn cứ nắm chặt tới mảnh giấy kia trời tờ mờ sáng tôi cũng dậy rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài ngắm nghía khung cảnh xung quanh mọi thứ cũng đã được dễ chịu hơn so với buổi tối ngày hôm qua trông mọi thứ khá là khó chịu thấy từng người cũng đã bắt đầu đi ra bên ngoài để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới tôi cũng tò mò mà đi theo để xem bên ngoài bãi tập trung khá nhiều con thuyền này thuyền kia những chiếc thuyền hô hào những tiếng chuyển lưới cũng ầm ầm cả lên tôi cũng đi ra phụ mọi người một tay tiên thể để quan sát hết tất cả, trông những người dân hiền lành lương thiện nơi đây như vậy mà sao phải gánh chịu những cái hậu quả không đáng có thì thực là khó hiểu nhưng đây là sự thực tôi không muốn tin thì nó cũng đã xảy ra rồi cả đêm qua chập mắt được mỗi một chút nhưng cách cần giải quyết là như thế nào đây tôi vẫn còn khá mông lung trong đầu lúc này chỉ suy nghĩ được thêm vài chữ ta lên làm như thế nào sau khi xong xuôi Tôi nhận được điện thoại của Lương Đầu dưới bên kia lúc này nói chuyện Anh Việt à Em đã xong việc của em rồi Anh như thế nào đây Đã có tin tức mới gì chưa Hay là cũng ổn thỏa cả rồi Anh nghĩ là không ổn Lương ạ à. Hôm qua anh mới biết đây là đại nạn Mà mọi người ở đây đã phải gánh chịu Vì đã đắc tội với Hà Bá rồi Anh cũng chưa biết nên phải làm như thế nào Nếu chú chưa xong Thì nhanh chóng xuống đây nhé Chắc anh cần phải thêm sự giúp đỡ của chú nữa còn anh thì phải tìm hiểu sâu hơn đã Tiếng của lương bên kia dạ vâng Rồi cũng sẽ bắt xe để đi xuống đây Tôi chậm chậm đi bộ lại trên bãi Rồi nhìn ánh mặt trời dần dần nhô lên trên cao Trở về nhà của bác Thuận Hai vợ chồng bác ấy thấy tôi bèn niềm nở Sao lại nhà quá hay sao mà không ngủ được hả Việt Nay thấy mày dậy sớm quá vậy đấy Cũng đúng bác ạ Cháu cũng đi xung quanh non xem có gì hay không Bên ngoài sông một chút mà nay nhà mình không đi làm hay sao ạ? À? tôi quay sang nhìn bác trai. từ lúc thằng Chí mất, nhà bác chưa có muốn đi ra bên ngoài bến lắm, thôi đợi mọi chuyện thư thư thêm một thời gian nữa. bác trai lúc này cũng khẽ lắc đầu. mỗi khi nhắc đến Chí là đều rõ ràng người nhà đều buồn rười rượi. tôi lại tắp nhang cho cậu bạn đó rồi đi ra bên ngoài để tiện thể xin phép gia đình vì lương cũng sắp sửa đến đây cho nên là cũng đi ra ngoài đó để gặp mặt và nói chuyện tất nhiên là gia đình của bác thuận đồng ý với tôi rồi tôi đi ra ngoài chẳng biết là nên đi đâu nữa vì giờ mọi thứ tôi lại đang mông lung không biết nên làm gì nữa nên đã đi loanh quanh những bước chân đi ra bên ngoài tôi cố gắng thăm dò thêm một số nhà nữa những nhà mà người chết vẫn còn vương vấn tôi cũng chỉ đi và mang tính chất xin nước rồi hỏi chuyện qua loa thời gian cứ thế trôi qua dần Chờ đợi lương đến, tôi đi đi lại lại ở trên đầu làng đang đợi nó. Những dòng người đi đi lại lại qua tôi mà tâm trạng hỗn độn với nhau. "Đợi em có lâu không hả anh?" Âm thanh từ đằng sau phát ra khiến cho tôi quay người lại, thì ra là lương đã tới. Tôi quay sang nhìn nó, thì nó vẫn đang hớn hở đập vai tôi. Tôi đưa tay đỡ cặp cho nó rồi nói: "Giờ kiếm chỗ nào ngồi nhậu đi, về nhà ông bác kia nói chuyện không có tiện." nó gật đầu đồng ý hai thằng đi ra một quán ăn ở gần đó lương gọi đồ nhậu ngồi xuống nó lúc này mới thở hổn hển rồi nói không hiểu sao đi xe lại cứ có đám tiểu yêu chặn xe lại làm xe không cho đi được em thấy chỗ đấy cũng không ổn nên xuống một lúc nên giờ mới tới muộn như vậy đấy anh ạ lương giơ cốc lên uống một hơi sạch cốc rồi quay sang cười lớn à, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau chứ không toàn trao đổi qua điện thoại uống đi anh thế đám tiểu quỷ đó chú giải quyết đến đâu rồi, xong hết rồi đúng không? tôi đáp lại lời của nó, lương gật đầu, có vẻ như tôi hỏi vậy thì cũng đã biết là tôi gặp chúng, tôi định đợt này sẽ kết thúc, sẽ cầu siêu đám nhóc này, rồi những gì mà chúng nó nên thuộc về, tôi đã gật đầu nhìn lương rồi nói, đây đọc cái này đi, bây giờ mình sẽ bàn cách xem như thế nào, chắc có lẽ là anh với mày thì nên phải nghĩ cách gì đó thôi trong đầu tháng này chưa có ai phải thiệt mạng cả nhưng liệu rằng như thế thì có ổn hay không lương cầm lấy tờ giấy kia rồi đọc từng chữ một trong cái sự chăm chú trông bộ dạng của nó cũng hoảng không có khác gì tôi tối ngày hôm qua nó nhìn rồi nói với tôi khá lớn này anh chắc chứ chuyện như này thì làm sao mà anh em mình giải quyết được đây thế này thì càng nguy hiểm cứu được xác lên cũng mất mạng đấy tôi ngó nhìn người xung quanh có lẽ cũng đã bắt đầu để ý đến câu chuyện của tôi Nên tôi ra hiệu cho nó hạ giọng xuống Tôi lấy cốc bia lên để tránh sự chú ý xung quanh Mấy người kia đã quay đi ổn thỏa xong xuôi hết Tôi mới nhìn nó mà gắt nhẹ Nhỏ miệng thôi Cần gì phải nói dối lên như vậy chứ Nó cũng khẽ im bặt miệng lại Rồi đẩy cốc ra hiệu cho tôi uống xong Rồi thì tính tiếp Hai thằng uống với nhau xong xuôi Thì nhanh chóng đi về nhà của gia đình bác Thuận Trời thì nắng trăng trang, trang mà cả hai thì vẫn cứ đầu trần, rồi nói chuyện cười đùa như đợt trước còn đi học. Lương lúc này cũng về gần đến cổng thì quay sang bảo với tôi. Em cũng không nghĩ rằng vụ này lại căng thẳng như thế này. Nếu như anh em mình thấy không có đủ lực thì chúng ta nên quay về anh ạ. Tôi thì cũng nghĩ rằng mình sẽ theo giống nó không có được. Tôi nghĩ đã hứa với cô Hạnh là sẽ giúp nó tìm lại được xác của người anh đã khuất. Nếu như tôi bỏ đi thì sẽ là một thằng chẳng ra gì hay sao tôi không thể như thế được nhưng nó lại nghĩ rằng chẳng có khác nào là lưỡi dao hai lưỡi nếu tôi ở lại quyết định giúp cả ngôi làng này thì liệu rằng tôi có thể làm cách nào với một đại họa đã xảy ra lâu đời và chắc chắn là làng này cũng đã mời không ít các vị thầy về đây liệu đối với chúng tôi có thể làm khác được gì cơ chứ mông lung nhưng lúc này thì thằng Cú Hạnh ở bên trong nhà chạy ra thấy hai bọn tôi Trông thấy hai bọn tôi mà tôi nhìn trong đôi mắt của nó Mang biết bao nhiêu sự hy vọng Tôi lúc này kéo Lương vào bên trong nhà Hai anh em ngồi bên trong uống nước cùng với bác Thuận Để Lương tiện thể chào gia đình Vì người họ nhờ là Lương chứ không phải tôi Mà do nó có công việc nên mọi thứ chuyển sang cho tôi Ai ngờ đâu vì việc của nó cũng đã hoàn thành rồi Nên nó mới về đây phụ giúp tôi luôn sau khi nói chuyện xong xuôi hai vợ chồng của bác ta cũng đã chuẩn bị cơm canh tiếp đón đầy đủ chính vì cái sự hiếu khách và nồng hậu này cho nên tôi nghĩ là nó sẽ thay đổi được ý nghĩa trong đầu của lương là sẽ bỏ cuộc lại đi vào bên trong nghỉ trưa không khí oi bức cùng với chiếc cây tre bóng thì cũng đã rung nhẹ đung đưa ở bên ngoài lương vào bên trong nằm rồi hỏi tôi thế vậy giờ ý của anh như thế nào cứ nói thẳng để em còn biết Tôi nhìn nó rồi sau đó hít một hơi thật sâu Để nói ra những cái gì mình đang suy nghĩ Anh sẽ giúp họ Dù sao thì họ cũng có duyên mới gặp được nhau Mà họ còn đang gặp họa như mất con cái như thế này Đứng sinh thành thì ai chả đâu buồn chứ Đặt thử chú ở trong vị trí đó mà xem Nên nhớ Thầy cũng dạy anh em là bọn mình Phải giúp người thì phải giúp đến nơi đến chốn hay sao Chứ đừng có từng hừng như vậy Thà không còn còn hơn mình đã đến đây Tức là mang theo hy vọng cho họ rồi Đừng có dập tắt nó đi như vậy chứ Lương gật đầu theo tôi Rồi nằm ngủ sau một chuyến đi khá dài Tôi lặng lặng đi ra bên ngoài ngồi hút thuốc Chờ đợi xem như thế nào Lương thì hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách Cho nên là nó chưa có tiện nói thêm điều gì đối với tôi Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua trên cái làng quê yên tĩnh này Những cơn gió mắt rượi thổi vào làm cho tôi cảm thấy khá là dễ chịu Lương tỉnh dậy Hai anh em chúng tôi nhanh chóng cùng nhau rời ra bên ngoài bờ biển Lương hít một hơi rồi nhìn ra phía bên tôi mà nói Trông mọi thứ cứ yên bình anh nhỉ Nhưng không ai ngờ Nơi đây lại là nơi khiến cho nhiều người phải bỏ mạng như vậy Ở Đây vẫn chưa là gì đâu Lương ạ à. Buổi tối rồi thì mọi thứ sẽ khác Chú cứ thử mà xem xem Nó sẽ làm chú ngạc nhiên đấy Tôi vỗ vào vai của Lương rồi sau đó hai anh em đi xem xét kết quả mọi thứ xung quanh đi đến phía bên ngôi miếu của ngày hôm qua thì lúc này mới nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh khá là tan hoang ở đó còn có một căn lều trông khá là lụp sụp lương đi vào bên trong xem xét một lúc rồi thì đi ra bên ngoài nó cũng đã định nói điều gì đó với tôi nhưng rồi lại quay đi thì khiến cho người tôi có cảm thấy có điều gì đó hơi là lạ, lạ tối nay gia đình nhà bác thuận cũng đã làm bữa cơm khá là thịnh soạn để chiêu đãi cả hai thằng tôi nhìn bác làm như thế thì bèn mau chóng xin phép gia đình nhà bác làm như thế này thì cháu cảm thấy ái ngại quá bởi vì chưa làm được cái gì mà mọi người lại tiếp đãi chú đáo như vậy ơi không có gì đâu có thực thì mới vực được đạo mà hai đứa không ngại thì cứ ngồi vào đây rồi như vậy là được bác trai tươi cười đáp lại rồi rót rượu Lương nó vẫn còn ít nói như vậy Khuôn mặt của nó thì cứ căng thẳng cả đi Tôi nhận ra điều này Cho nên khẽ đẩy nó Làm cho nó giật mình Rồi khẽ sát lại vào tai của tôi rồi nói Anh có thấy âm khí ở xung quanh đây hay không? Theo như em thấy Là nó mỗi lúc một lớn hơn Bên ngoài sông kia kìa anh kìa Tôi gật đầu Vì ngày hôm qua tôi cũng đã nhận ra một cách rõ ràng Tôi đẩy nhẹ nó rồi ra hiệu giữ ý tứ Bác Thuận và Hạnh cũng đã nhìn thấy rõ điều đó bèn nhanh chóng hỏi chuyện tôi Hai đứa có chuyện gì hay sao Mà lại cứ thậm thuộc với nhau như vậy chứ Dạ đúng rồi bác ạ Chúng cháu vừa nhận thấy có một điều bất thường ở xung quanh đây Nhưng thôi không sao bác ạ Bác cứ uống đi ạ Tôi nhanh chóng đánh chống lạng sang chuyện gì khác Điều mà bác Thuận đã nói Ăn uống xong xuôi Chưa kịp nghỉ ngơi thì hai thằng bọn tôi Đã nhanh chóng đi ra bên ngoài bờ sông Lương vừa đi vừa nói Theo em nghĩ trước hết là nên làm thế nào để giải trừ được những cái vùng âm khí nặng nề như thế này nếu để càng lâu thì người dân ở đây sẽ càng nguy hiểm em chỉ nhận ra thôi mà cũng hoảng sợ rồi đấy đúng vậy nhưng giải trừ bằng cách thông thường thì không có nghĩa gì đâu nên anh đang xem xét như thế nào đấy tôi thở dài vì lúc này cũng chưa nghĩ thêm ra được điều gì khác hai thằng đi ra bên ngoài bờ sông nước sông lúc này cũng đã sủi lên một cách dữ dội như đã được đun sôi tôi cau mày lại nắm chặt đôi bàn tay dưới đây xung quanh toàn là những vong hồn vất vưởng nhưng nếu chúng ta mà xuống như thế này thì chẳng khác gì là đi vào chỗ chết cả gió thổi mỗi lúc một lớn hơn bụi bay thì mù mịt không biết làm gì hơn nữa bèn nhanh chóng đi về nhà trên đường đi về lương có phần hơi ấp úng thì phải nó quay sang nói với tôi anh việt này hay là anh em mình không ở chỗ nhà của ông bác kia nữa ờ chú làm sao vậy hay ở đó có chuyện gì à hay người nhà họ làm sao tôi quay sang hỏi nó với một câu khá là vẩn vơ nó lắc đầu anh em tụi mình chỉ mới đến đây chưa biết thực hư mọi chuyện như thế nào cả nên em nghĩ căn lều lụp sụp gần cái miếu kia sẽ là nơi của anh em mình ở đó bởi vì làm nếu như ở đó thì sẽ chú ý quan sát được mọi chuyện để tìm hướng giải quyết và lại ở đây, gia đình của nhà bác ta thì em thấy cũng khá là bất tiện. Anh thấy ý kiến của em như vậy có được hay không? Chồng nó nói như vậy mà tôi cũng suy nghĩ. Nó ít nhất nói thật là những cái ý kiến mà nó đã đưa ra thì cũng đều chính xác hết. Tôi cười lớn một cái rồi phá lên. <laughs> mày đúng là chẳng bao giờ đưa ra được cái ý kiến kém hơn. Anh thấy cũng ổn đấy. Thôi được rồi, chốc về nói chuyện với họ. Rồi sáng mai thì anh với mày sẽ khởi hành ra ngoài đó Chứ cứ ở chỗ kia thì không biết đâu mà lần Hai đứa chúng tôi đi về Bác Thuận sẵn đợi ở bên ngoài Chúng tôi chia nhau ra ở hai bên châm một điếu thuốc Rồi phả khói ra cái màn đêm đen đặc Chứa đầy cái sự đáng sợ Bác ta nhìn chúng tôi một lúc rồi mới mở lời Hai đứa có chuyện gì muốn nói sao Mà cứ cứ thập thò như vậy chứ Có gì thì cứ nói hết ra đây Bác sẽ lắng nghe Chẳng là chúng cháu muốn xin phép bác, chúng cháu sẽ không ở trong nhà này nữa có được không ạ?" À? Lương có phần hơi lưỡng lự một chút, rồi trả lời một cách thẳng thắn trước mặt của người đàn ông kia. Câu trả lời khá là khó hiểu, khiến cho bác ta lầm tưởng là chúng tôi muốn bỏ cuộc. Một tiếng thở dài đã phát ra bên trong căn nhà, cũng chỉ có còn ánh đèn chập chờn hắt ra bên ngoài khoảng sân, một chút và kèm theo đó là cánh cửa rung đập nhè nhẹ bức tường bên trong căn nhà. Ờ, thôi được rồi, hai người nếu không muốn giúp được thì ta cũng không trách hai người Vậy rõ ràng là có điều mà nhiều người đến đây cũng đều đã phải bỏ mạng tại dòng sông đầy oán nghiệt này Thì cũng là từ chối một cách thẳng thừng như thế Ở ờ, ý của bọn cháu là chúng cháu vẫn sẽ làm tới cùng Nhưng hiện tại thì sẽ không ở lại nhà bác được Bởi vậy là chúng cháu cần ra bên ngoài đó để xem xét tình hình cho kỹ hơn ạ à nhà mình có lẽ là hơi xa vời với cả bến sông mà sáng mai bọn cháu sẽ chuyển đồ ra bên ngoài đó nên bác cứ yên tâm ạ à. tôi quay lại phân bua với bác ta bác ta nghe thấy vậy thì như nhẹ nhõm đi được phần nào và đã lỡ lầm hiểu mất rằng chúng tôi sẽ bỏ về nhưng dù sao thì bác ta cố gắng níu giữ chúng tôi thì chúng tôi không thể ở được vào bên trong giường cô hạnh nhìn hai chúng tôi rồi nói hai anh chuyển ra ngoài kia Ờ, đành phải vậy thôi Bởi vì mọi chuyện khó khăn hơn anh nghĩ nhiều quá Chấp nhận thôi Cũng chưa biết bao giờ Bọn anh mới có thể cứu chữa được những người dân ở làng này Nhưng anh hứa với mày Là sẽ tìm được thằng Trí lên mà Cứ yên tâm đi Đừng có quá lo lắng Tôi cười và đáp lại Rồi sau đó tắt đèn Tuy cũng khá là chật Nhưng không sao cả vì nay cũng là buổi cuối để ngủ lại đây. Tôi thì cảm thấy trong người khá khó chịu cứ nhìn lên trên trần nhà tối đen một lát rồi mới ngủ được. Buổi tối ngày hôm đó, tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn hơn và đập vào những cái khung cảnh yên bình một cách hỗn loạn. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bừng tỉnh rồi nhanh chóng vào thu dọn đồ đạc và nhanh chóng chào hỏi hai vợ chồng Bắc Thuận, sau đó đi ra bên ngoài ven bờ sông để tìm lều kia để mà thu dọn. Có cả Hạnh cũng đi theo vì nó cũng muốn giúp đỡ đến đâu hay đến đó cũng phải mất hết cả một buổi sáng thì mọi thứ mới xong xuôi tôi và lương nhìn nhau thì sau cả thành quả tôi cầm tiền nhanh chóng lên mua đồ ăn để ba anh em ăn luôn cho đỡ đói thấy cu hạnh nhút nhát vì lon bia mắt lạnh kia mà không có dám bóc nào uống chút thôi với bọn anh cho vui Chứ nhìn mày ngồi yên vậy ai mà chịu nổi chứ thằng bé vâng dạ rồi nhấp nhẹ một chút nó quay sang nhìn những cái thứ xung quanh rồi hỏi thế mấy anh ra đây thì cơm nước có cần em đem ra không ạ à? Không thì hai anh lấy gì mà ăn được <laughs> Mày nghĩ bọn anh là ai Mà lại nói mấy câu này chứ Chết cười với mày quá đi thôi Bọn anh tự lo liệu theo cách riêng của bọn anh được Không phải làm phiền đến nhà chú nữa Cảm ơn cô em mấy ngày nay nhé Lương cười lớn sau câu hỏi Thằng bé cũng đã hiểu rồi dạ vâng Nhìn vào tôi và ánh mắt của nó có phần hơi chịu xuống Không khí có vẻ khá là căng thẳng Tôi nói nếu thích thì tranh thủ ra thăm bọn anh nhé Nhưng mà phải học hành xong xuôi Thì mới được ra đây đấy nhá Mắt của thằng bé như sáng rực lên hỏi lớn Được hả anh Chỗ này cũng chẳng phải là nhà anh Cho nên chú mày cứ đến thoải mái Bọn anh lúc nào cũng sẵn lòng Tôi đáp Nghỉ ngơi được một lúc Thì thằng bé cũng ra về Lương quay sang kê lại cái chõng nhỏ nhìn tôi rồi nói Anh nằm lên trên này đi Để em nằm ở dưới cho Anh thông cảm cho em chút giờ thì anh em mình sẽ còn phải nằm ở lại đây lâu hơn dự kiến đấy, lại còn bắt anh chịu khổ như thế này với em nữa, anh náy quá. Ừ. mày ăn nói với anh mà vớ vẩn như vậy à? cùng là một thầy dạy ở với nhau bao nhiêu năm rồi, lúc ốm lúc đau hay hoạn nạn đều có nhau cả. chút này thì đã nhầm nhò gì mà mày đã dối cả lên như vậy? anh ngủ đâu cũng được hết, mày không phải lo. mà anh còn lớn hơn mày đấy, chỗ này ở vậy là cũng được rồi. giờ sống như người ở đây thôi, chờ đợi thì mới có được kết quả tốt tôi quay sang gắt lại với nó Quả thực là ở trên rừng cùng với thầy Mấy đứa chúng tôi đã gặp không ít những khó khăn trong các bài tập Có hôm lạc vào trong rừng do bản tính mải chơi của cả hai anh em Trong cái khu rừng tối om chỉ có văng vẳng bên tai những cái âm thanh và những tiếng bước chân của những chiếc lá khô Hai thằng lúc này vừa đói lại vừa rét và kèm theo đó là nỗi sợ hãi bao trùm vì cũng biết ở nơi rừng thiêng nước độc này thì khó mà có thể nào an toàn được, nhưng hai thằng vẫn cứ đùm bọc lẫn nhau và an ủi. Ngủ trên những cái vách đá làm cho cả hai đau cả xương, nhưng cuối cùng thì vẫn về được với cái bộ dạng thê thảm. Toàn thân đã bị rách xước bởi những bụi cỏ gai, có những chỗ máu khô đọng lại còn có những chỗ máu vẫn còn đang chảy đầm đìa, kèm theo đó là những cái cơn sốt rét hành hạ cũng may sao là thầy đã cứu giúp chúng tôi kịp thời không thì giờ chắc cả hai thằng cũng đã đi chầu diêm vương từ lúc nào tình cảm của cả hai anh em thân thiết hơn so với những đứa khác sau những lần đó chính vì anh lớn hơn em cho nên em mới lo cái vấn đề tuổi tác để đấy anh lúc nào cũng cứng đầu thầy dặn bao nhiêu lần mà đâu có nghe còn suýt mất mạng ở trong rừng nữa ấy chứ lương đáp lại rồi cười lớn cứ nhắc về mấy cái chuyện này là những kỷ niệm khó quên và cả về người thầy đáng kính tôi cũng chẳng biết nếu như tôi không gặp được thầy thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào trong cuộc đời của tôi nữa hai đứa chúng tôi cứ mỗi lần nhắc đến thầy là y như rằng những đòn roi vì quá nghịch ngợm cũng bỗng chốc ùa về hai thằng nằm nghỉ cho tới khi mặt trời khuất bóng ánh hoàng hôn lúc này cũng chỉ còn lại một chút những người ngư dân cũng đã bắt đầu đi về thắp những cái đống nến lên ăn uống lương khô mà lúc nào tôi cũng phòng bị theo bên người như một cách vui vẻ. Hiện tại chưa làm được gì, nhưng trước mắt là cứ thế này đi đã, nhớ ngày xưa quá. Lương lẩm nhẩm nhai rồi khẽ quay ra đáp lại. Trong cái căn lều đấy cũng được gần một tuần, tôi và Lương ngày nào cũng tranh thủ đi ra bến sông để mà giúp đỡ mọi người trong những chuyến đi đánh bắt cá. Những người ở đây cũng rất là quý anh em chúng tôi, chẳng hiểu sao họ cũng biết chúng tôi làm nghề hành pháp những lần đi về lúc nào cũng có cá ngon cho chúng tôi khi chúng tôi từ chối không nhận thì họ lại quay sang ép nhận bằng được nên không có còn cách nào khác thằng cu hạnh cũng tranh thủ sang thăm hai anh em lúc đó sang cũng đến ngạc nhiên bởi vì lần nào cũng có đồ ăn ngon cả hai chúng tôi cứ thay phiên nhau túc trực ở bên ngoài bờ sông và thế rồi điều chúng tôi chờ đợi cũng đã tới vào một buổi chiều hôm sau, khi đoàn người đang trở về trong lúc những người ở ven ngoài sông chờ đợi, thì một con thuyền đã đi đằng sau bị lật. Người điều khiển cúi xuống rửa tay thì bất ngờ có thứ gì đó kéo xuống. Những tiếng hét lớn đã vang lên ở trên bờ. Tôi và Lương nhìn nhau không mảy may gì nữa. Tôi đã liền cởi áo rồi gào lên với nó. Đi ra đi, ra sau nhanh lên, anh sẽ xuống đây. Nói rồi tôi lấy một chiếc thuyền thúng nhỏ chào một cách nhanh chóng ra bên ngoài đó để cứu người chú ý quan sát thì thấy dòng nước lúc này như sôi sùng sục lên. Tôi lao xuống phía dưới thì thấy giật mình vì xung quanh người đàn ông kia là những linh hồn dày đặc đang bao quanh lấy xung quanh của người ấy. Tôi ngồi lên trên, lấy không khí rồi lại lặn xuống phía dưới, cố gắng đưa tay ra kéo lấy người đó. Nhưng những linh hồn kia nhanh chóng bao vây lấy tôi, ghi chặt toàn thân của tôi xuống, làm cho tôi không thể móc được tấm gương chiếu yêu nhỏ ở trong túi quần ra để mà đối phó được tôi dường như đã bị ghi chặt tất cả mọi thứ khiến cho tôi cảm thấy khó khăn cũng không thể giữ lâu được nữa ở dưới nước như thế này một lực nào đó ở dưới chân bỗng chốc bẻ rắc một cái tôi đau đớn quằn quại nhưng dường như cái chân đã mất cảm giác của tôi rồi toàn thân lúc này thì ê nhức tôi cố gắng nín chặt vào những bàn tay bàn chân lạnh toát cứ thế nắm lấy tôi mà đòi kéo xuống dưới giống như những người kia mất thôi những hy vọng có lẽ một người nào đó cứu ngay lúc này thì chẳng thể có được không biết lương đã đến chưa tôi đang tính buông bỏ thì có một thứ ánh sáng gì đó phát ra khiến cho những bàn tay lạnh lẽo đang bám phiếu lấy tôi với một số lượng vô cùng đông như thế này đột nhiên buông bỏ ra rồi nhanh chóng tuồn xuống dưới tôi đã được thả ra nhưng dưới nước cũng đã trào bên trong mặt mũi nhưng may sao Lương đã đến bên tôi và cứu được tôi lên trên bờ. Toàn thân của tôi thì ê ẩm, dường như đã mất đi cảm giác. Tôi ngất lịm đi trong cái sự lo lắng của những người xung quanh. Và giờ thì người ở dưới kia cũng chẳng cứu được mà tôi lại còn thành ra như thế này nữa. Lương ngồi lên trên bờ thở hồng hộc, nhấn mạnh vào người của tôi, làm cho chỗ nước được đưa ra bên ngoài. Tôi ho lên một cái sặc sụa rồi mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần sau đó giả ngất đi tôi đã gặp lại được người thầy của mình đã khuất ở trong giấc mơ. Ngỡ tưởng rằng mình đã chết, nhưng thầy của tôi vẫn nở một nụ cười vô cùng ấm áp, kèm theo đó là nắm chắc bàn tay giơ lên cao như muốn tiếp thêm động lực cho tôi, dặn tôi phải cố gắng đến tận cùng. Tôi nhìn thầy mà rơm rớm nước mắt, sau đó tỉnh lại ở nhà của bác Thuận. Hai vợ chồng bác ta mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh lại, cả hạnh cũng như vậy. Nòm trong khuôn mặt của họ trong cái sự chờ đợi này, Tôi biết là mọi người đều rất lo lắng đối với tôi Cái chân của tôi cũng đã cố định lại được rồi Tôi thở dài một cái Sau đó đáp lại những câu hỏi của mọi người với một cách trấn an Dạ cháu không có sao ạ à? Chỗ này chưa có nhầm nhò gì Mọi người không phải lo lắng quá ạ à? Lương mở cánh cửa rồi nhìn tôi Sau đó hỏi Anh ổn đấy chứ Cơ thể của anh thấy sao rồi Qua sao anh dại vậy Lao xuống dưới đó Mà nếu như em không đến kịp thì anh biết phải làm sao đây ờ, anh đỡ thế hơn nhiều rồi hơi ê ẩm một chút thôi nhưng nghỉ ngơi vài ngày nữa rồi thì sẽ khỏi mà tôi ngó sang rồi đáp lại nó gật đầu rồi rời đi cũng may là con nó nếu không thì giờ chắc tôi đã bỏ mạng ở dưới dòng sông đó rồi nghĩ lại nhìn thì có biết bao nhiêu là vong hồn đang vây quanh đã làm cho tôi rùng mình còn sống cũng là một kỳ tích rồi tôi nằm dài ở trên giường nhìn cái bàn chân đã được cố định có vẻ như nó sẽ cản trở không ít tới lần này Tôi chẹp miệng sau đó cố gắng lật người đứng dậy Đúng thực Giờ thì chỗ thâm tím xung quanh người vẫn còn đang nhói lên May sao cũng có một cái gậy trống Để mà giúp tôi cải thiện được việc di động Cố gắng dò ra bên ngoài Cô Hạnh tiến ra và bắt đầu nói xỉa Bảo anh đừng có vận động mà anh cứ không nghe Em cũng đến chịu anh đấy thôi Chân đã gãy như vậy rồi còn ra ngoài này làm gì nữa Mày nói cũng chẳng ngăn được anh Việt đâu Anh ấy tính tình thì thích bay nhảy Nằm yên một chỗ là không có chịu được đâu Lương vội nói trong cái bàn uống nước vang ra Tôi tiến lại nhấp một ngụm nước Hít hà cái không khí dễ chịu trong lúc được nghỉ ngơi Lương nó nhìn tôi bằng con mắt khá là căng thẳng rồi thốt lên Anh Việt Theo em nghĩ thì anh nên dừng lại đi Chân anh như thế này cũng không tiện lắm Mọi chuyện cứ để em xử lý là được rồi Bỗng tôi nghe xong thì đập mạnh vào bàn nghiến răng giận dữ. Mày nghĩ tao không làm được hay sao? Còn một chân, tao cũng có thể cùng mày diệt chúng nó. Yên tâm đi, tao hứa sẽ không cản trở chân tay của mày mà. Nó cứng họng, không biết làm sao thêm nữa, chỉ biết gật đầu đồng ý đối với tôi. Tôi quay trở lại ghế ngồi mà thở dài. Những lời như thế là đúng, còn hành động thì lại khác xa, di chuyển đoạn ngắn thì tôi lại khá là thành thục, nhưng di chuyển quãng đường xa thì lại là cả một vấn đề. Nó vô cùng khó khăn đối với tôi, nhưng dù sao cũng không thể nằm yên như thế này được. Thà về nhà thì hơn, cho nên đành cắn răng để lao vào tập luyện để đi. Lương trong khi đó thì cũng chẳng hề rảnh rỗi một chút nào, nó cũng bắt đầu lục loại hết mọi đống sách rồi bắt đầu nghiên cứu, nó cứ giúp ở trong phòng đến bữa cơm không có chịu ra bên ngoài. Những người xung quanh đến hỏi thăm thì suốt ruột mà nói không biết thầy ấy ở trong phòng suốt như vậy có chịu nổi hay không Chứ làm thế này thì làm sao mà có sức được chứ Tội nghiệp cậu ta quá Tôi cũng chỉ khẽ cười rồi im lặng Và ngồi thư ra ở trên bàn chẳng biết trả lời ra sao Tối ngày hôm đó ăn uống Tôi cũng vào gọi nó ra Nhưng những đống sách cũ kỹ kia Nó vẫn lục lọi giờ từng trang một Dù đã nhào nát Nó nhìn tôi rồi hỏi Anh đã đỡ hơn chưa vậy Ờ à, anh thấy ổn hơn rồi nhưng mà mày ra bên ngoài ăn đi Chủ nhà có ý tốt Mà mày làm như thế này thì họ lại suy nghĩ Anh nói thật đấy Tôi ngồi xuống dưới giường nhìn nó Nó không nói gì Lật một trang sách đã bị xé một nửa ra chỉ trò vào đó rồi tiếp lời tôi Anh có nhớ lúc thầy dùng cái này Để tạo kết giới hay không Nếu như dùng thành công Thì chắc chắn là mình sẽ đáp lại được bọn chúng Và theo em nghĩ Thì ta cần thêm một thứ đồ nữa để nhốt bọn chúng lại Tôi nhìn bức hình đó mà hoảng hốt không hiểu sao nó lại có một nửa này trong đợt trước thầy của bọn tôi đã dùng một tấm gương phản chiếu lên mặt trăng rồi dùng một tấm khác để tạo kết giới thu hút lũ quỷ vào vòng kết giới đó nhưng chúng không thể nào chạm được vào người thầy của tôi được cách này thì rất hiệu quả nhưng trong một lần chúng tôi tò mò thầy đã xé nó đi vì nếu như dùng sai cách thì chắc chắn là sẽ có người chết oan vì điều này nhưng nếu mà là được thì cũng đánh đổi bằng cả tuổi thọ của mình Tôi sừng sốt nhớ lại từng câu từng chữ của người thầy quá cố. Tuyệt đối không được dùng cái này trừ phi gặp phải chuyện cực kỳ khó khăn. Tôi quay sang nhìn lương mà toát cả mồ hôi. Chồng nó thì vẫn cứ tỏ ra bình thản mà quát lớn khiến cho bên ngoài cũng bắt đầu chú ý xen vào. Mày bị điên à? Không nhớ thầy dặn cái gì hay sao mà còn lao đầu vào chứ? Tao không biết vì sao mày lại có cái thứ này nhưng nghe tao thì đốt luôn nó đi tôi đã thở hồng hộc nhìn nó bằng có đôi mắt dựng dữ nhưng trái ngược lại hoàn toàn với tôi nó đáp lại thầy dặn nếu như nó đủ mạnh thì sẽ giúp chúng ta trong trường hợp khó khăn nhất anh bị như thế này rồi thì sẽ lại càng khó hơn cho nên là em đã quyết định nếu anh sợ thì không cần phải giúp em đâu em sẽ tự mình giải quyết chuyện đến như thế này thì tôi không bực làm sao được đập mạnh tay vào bàn rồi tôi nhìn nó một lúc Thấy bên ngoài hai vợ chồng của bác Thuận nhìn mấy người kia đang ngó vào bên trong Thì tôi bèn đi ra bên ngoài để mặc cho nó muốn làm gì thì làm Đóng sầm cánh cửa lại trong cái sự tức tối Hai bác chủ nhà cũng biết ý nên không có hỏi chuyện nữa Mà cứ ngồi hướng mắt về chiếc tivi cũ Nó nói như vậy thì mới là vấn đề tôi lo sợ Bởi vì nếu như nó không thành công thì chắc chắn là sẽ chết Chưa ai trong số tất cả mấy đứa ở đây dám làm cả Thậm chí ngay cả cách làm cũng không hề có Tôi vẫn đang tập trung nghĩ lại xem xem Cái tờ giấy đó sao lại có trong tay của thằng Lương được Thế nhưng cuối cùng trong buổi tối nằm ở dưới giường Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ Và khẽ thở dài ra một cái thì giọng của Lương đã vang lên Kèm theo đó là tiếng gió rít ở bên ngoài vào bên trong Anh chưa ngủ à? Sao đêm rồi mà vẫn còn thở dài như vậy? Cho anh xin lỗi vì việc lúc nãy Có lẽ là hơi khó xử nhưng cũng vì lo cho mày mà thôi mày cũng đã biết hậu quả của nó như thế nào rồi còn gì thầy mình chính là ví dụ vì cho việc này rồi đấy tôi khẽ đáp lại nước mắt cũng đã ứa ra dường như là giờ này như là bất lực chân cũng chẳng có thể đi lại bình thường được hơn thế nữa thời điểm này cũng chưa biết nó sẽ làm chuyện này bao giờ nữa vẫn cái điều cười khó chịu của thằng lương Ê, em biết rồi không có sao hết Em hy vọng là anh em mình sẽ giúp đỡ người dân ở đây. Qua mấy ngày ở đây, mọi người ai cũng hiền lành. Em không muốn họ có chuyện gì xảy ra được nữa và hơn thế nữa là anh suýt mất mạng ở đó rồi. May sao lúc đó em đã nhanh chóng đấy. Hai thằng đồng loạt im lặng rồi chìm vào trong giấc ngủ, gác lại những cái suy nghĩ đang diễn ra xung quanh ở trong đầu để lấy lại sức cho ngày dài tiếp theo ở đây. Cũng tính ra ở đây khá lâu so với sự kiện những cuộc điện thoại nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi cố gắng từ chối bởi vì không thể đi đâu được nếu chưa giải xong vụ việc ở đây. Màn đêm âm u theo đó là biết bao nhiêu những thứ đáng sợ vẫn đang diễn ra trong cái ngôi làng này. Con người đã quá vất vả rồi, giờ lại từng thế hệ này đã gặp đại họa thì chẳng mấy chốc cũng không có bất kỳ ai trụ lại được tại đây. Trời sáng, cảnh vật mọi thứ trong lành tôi cũng đã lò dò dậy để vệ sinh cá nhân rồi đi ra bên ngoài ngắm cảnh hít thở bầu không khí sau đó rồi ngồi xuống đợi một lúc khá là lâu ngắm cảnh đẹp nhô lên hạnh cũng tiến sát người tôi lúc nào làm cho tôi giật mình cái thằng này làm như ma vậy anh giật hết cả hồn em có thể giúp anh cứu anh trai em được không nó lạnh lùng đáp lại tránh ngược câu hỏi kia của tôi tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn vì chuyện này vô cùng nguy hiểm sẽ ra sao nếu như cho nó vào trong đây Tôi nhanh chóng lắc đầu ừ. Việc này thì vô cùng nguy hiểm Và nó còn liên quan đến tính mạng nữa Nhìn cái chân của anh là mày đã đủ hiểu rồi chứ gì Cho nên anh sẽ cố gắng hết sức Mày cứ yên tâm đi Nó lặng lặng không có nói gì thêm Cho tới mãi tận khi quay về nhà Lương cũng đã xu dọn xong đồ đạc rồi nói Giờ em phải lên chùa đây anh ạ à. Không biết nó có ý định gì nhưng trước mắt đành phải để nó đi xử lý công việc. Tôi cũng không đi được xa, đành đi ra bên ngoài sông để chờ đợi. Mãi cho tới gần trưa, Lương chạy vào bên trong căn lều lụp sụp, ôm thứ gì đó khá lớn rồi nhìn tôi nói. Phát bảo của chùa, em đã mượn được rồi. Mở ra là một hình tượng Phật bằng vàng đặc, trông nó rất là nặng. Bảo sao Lương có sức khỏe như vậy mà cũng đã phải chật vật mãi mới mang được về đây. Ý định của nó lúc này đã làm cho tôi cảm thấy rõ ràng Nó sẽ sử dụng ngũ hành để tạo phong ấn trói vong hồn kia lại vào một trong những bức tượng mà nó đã chuẩn bị đi làm Kim đã có, thổ đã có, thủy cũng như vậy Giờ chỉ còn có thiếu mập và hỏa nữa mà thôi Tôi trông nó chăm chú, lôi từng tấm sách ra đọc mà nói Giờ thì em cần đóng cọc chỗ một cách nhanh nhất Để có thể xác định được cái kia thì rất là khó cho nên phải đứng đợi đúng chăng tròn Thì mới có thể làm được Trông nó suy xét kỹ lưỡng và cẩn thận Và vô cùng tỉ mỉ Khác xa so với những câu cợt nhà lúc trước Thì tôi cũng đã đủ hiểu rằng Trận chiến này sẽ nhanh chóng đến rồi Chiều ngày hôm đó Công việc ồn ào trên bờ sông đã lại diễn ra tiếp tục Những tiếng buôn bán tấp nập Những tiếng hô giòn giã khuấy động cả không khí xung quanh cái nơi tử thần đó Tôi với Lương đứng nhìn mà cũng vui lây Cùng với những đó là dòng cảm xúc này Giá mà không có chuyện kia Thì chắc giờ mọi thứ càng vui vẻ hơn xiết bao Đúng không? Ông trời cũng vẫn là thứ biết trêu đùa tạo hóa nhất Rõ ràng là cho họ gặp phải những chuyện này Nhưng trên khuôn mặt của ai cũng đều nở một nụ cười Như đón chào một tương lai mới hơn vậy Người ta nói Đó chính là sống tích cực đấy anh ạ Nhưng nhìn như thế này Còn hai ngày nữa là chúng ta sẽ phải đối mặt với những thứ mà có thể lấy đi mạng sống của chúng ta đấy anh có lo lắng gì hay không còn em thì thấy cũng bình thường ông trời sắp đặt hết cả chưa tận mạng thì chắc chắn không có sao đâu lương quay sang phá phách lại cười một điệu cười giòn tan khiến cho tôi cảm thấy khâm phục nó tuy đôi chân của tôi vẫn chưa khóc khỏi và đang bị bó nhưng vẫn có thể trụ được và đá cho nó một cái vì nhờn rồi tôi chẹp miệng phải rồi, ông trời sắp đặt cả thôi Với lại anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Mình đã chọn con đường này Thì cũng không có mấy kết cục tốt đẹp Nay đây, mai đó Dường như có chết ở đâu xa lạ Nhưng cứ phải lạc quan và tích cực lên như vậy chứ Phải không nào Cả hai anh em chúng tôi cùng cười vang Và nghĩ tới một tương lai tốt đẹp hơn Tối ngày hôm đó Nhà Bắc Thuận cũng tổ chức một bữa ăn ngoài trời Trông khá là thịnh soạn Ai nấy cũng đều hớn hở che đi những cái nỗi buồn đang tiềm tàng ở xung quanh mình. Tôi cũng thấy họ như vậy, nên đã nhanh chóng hô lớn kêu mọi người nhanh chóng nhập cuộc dưới buổi tối đầy ấm cúng. Tiếng gió thổi nhẹ nhẹ phà vào bên trong, làm cho không khí oi bức cũng đã bị xua tan và dịu đi được phần nào. Ngày hôm sau, lương thức dậy sớm để lấy đi đồ ăn đặt từ trước. Một bức tượng trông cũng khá là gọn gàng. Nó nói thêm sẽ dùng cái này để mà phong ấn những vong hồn kia lại. Xong sau đó, tôi với nó vào lấy hết đồ hành nghề của mình ra, mang theo những bộ dụng cụ cần thiết. Chúng tôi cũng xem xét gọi những người có mệnh tốt để trợ giúp cho công việc này. Tuy mặc dù biết nguy hiểm, nhưng ai nấy cũng đều đồng ý cả, bởi vì họ biết họ sẽ là người mở ra cái chương mới cho toàn thể ngôi làng của mình. Sau khi chọn xong xuôi, mọi người đi chặt những cái cây gỗ lớn sau đó được đục khoét rồi đổ những thứ để chấn yểm vào bên trong không ai đi ra bên ngoài làm việc nữa mà tập trung hết vào đây để giúp sức nhanh chóng hoàn thành để tối ngày mai sẽ xử lý công việc những người đàn ông lực lưỡng thay thế nhau bổ những thân gỗ to rồi được xếp gọn vào với nhau chờ đến giờ thì sẽ bắt đầu mà thôi tôi với lương cũng bàn nhau vì hai anh em đều mệnh hỏa cho nên mọi thứ của ngũ hành đã được xử lý xong xuôi thời gian thấm thoát trôi qua mà chẳng đợi chờ ai cả tôi cũng hồi hộp với cái túi ở trên tay những người được chọn cũng đã tập trung với nhau ở dưới ánh trăng tròn những lời động viên nhau phải hành động một cách thực chuẩn xác những sợi dây thừng được tẩm máu chó cũng nhanh chóng được cột chặt vào những cái thân cây cứng cáp được mang ra bên ngoài bờ sông luôn kiểm tra lại một lượt xong xuôi chúng tôi cũng bắt đầu lên trên đường trước những cái con mắt ngóng trông của những người ở nơi đây những bước chân mang đầy sự quyết tâm Có khoảng chục người ở đây đã đi theo Gió cũng đã thổi mạnh hơn Bụi bay mù mịt khiến cho tầm nhìn cũng đã ảnh hưởng Ánh trăng lúc này cũng đã lộ rõ ra Lương lấy một lá bùa đốt cháy Sau đó lấy một con dao nhỏ vào đặt ghế gương bắt quái Và phản chiếu xuống dưới mặt sông Một luồng ánh sáng được phát ra Trước những cái con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người Tôi cũng bắt đầu thúc giục mọi người di chuyển ra bên ngoài tất cả đều được hoàn thành một cách nhanh chóng. Ai nấy cũng đã được mặc áo lưới và được ngậm một đồng trinh có dính máu của tôi để mà tránh gặp những gì không may xảy ra. Phò tượng Phật mà Lương mang về cũng đã thắp sáng đi theo, cột chặt hết tất cả vào, nước cũng bắt đầu sôi lên sùng sục. Tôi nhanh chóng đã dùng thứ bột đã được làm phép của mình để nhanh chóng giải nguy cho mọi người. Lương cũng bắt đầu di chuyển ra bên đó Tôi cũng ngồi sau thuyền và đi theo sau. Những người vừa lên trên bờ cũng thở hổn hển vì lo sợ, bắt đầu ngước nhìn về phía của Lương. Lương xuống phía dưới cùng với pho tượng bắt đầu chắp tay niệm pháp. Những cái cây cột to như có những dòng chữ thu hút lấy những vong hồn bám bùa xung quanh như muốn giết Lương, cũng như đó là đều mà bọn chúng không thể làm được. Tấm gương bắt quái cùng với pho tượng vẫn được giữ vững, mọi thứ trông thực là đáng sợ tất cả những con nước bắt đầu sôi lên một cách ủng ục, khiến cho tôi có phần hơi trao đảo và cố gắng giữ vững. Bên dưới nước, có thể thấy chỗ của Lương đang có những tiếng gào thét sát ở bên vai. Chiếc thuyền của tôi càng lúc càng khó chịu, tôi đã phải cố gắng lắm thì mới bám trụ được. Lương ngồi lên trên bờ để lấy hơi thở một cách hồn hển, sau đó lại tiếp tục lặn xuống phía dưới, dường như những vật bên ngoài đang ngăn chặn âm khí xung quanh cho nên trông dưới nước càng sôi mạnh hơn. Lương cũng đã phải đang gánh chịu những cái nỗi kinh khủng đang chuẩn bị ập tới. Tôi bám chắc vào cột gỗ để không bị rơi ra bên ngoài. Dường như tất cả mọi thứ đang đi theo đúng với quỹ đạo của nó. Lương ngoi lên lần hai, trong cái sự mệt nhọc, dường như sức của nó cũng chẳng còn nhiều. Chân tay cứng đờ ra vì lạnh lẽo, nhưng nó với cái khuôn mặt ướt nhẹp vẫn lấy hơi lặn sâu xuống. Và riêng chỉ có duy nhất trên chỗ được phát ra thứ ánh sáng kia Thì mọi thứ vẫn đang được yên bình Và không có bất kỳ chuyện gì xảy ra Chỉ có xung quanh Những cái cọc gỗ thì có những cái cơn thịnh nộ Vẫn cứ đang được xảy ra Và những cái bọt khí vẫn đang sôi lên ủng ục Lương ngồi lên thì bắt đầu thở hồn hển Tôi thấy được ánh trăng đột nhiên đã bị một đám mây bao phủ Không muốn nó có vấn đề gì Bèn nhanh chóng rút một con dao Rồi mang theo gào lên lên đây nghỉ ngơi đi nhanh lên nói rồi lao xuống dưới để cho nó ngoi lên trên bờ lấy sức sức gió trao đảo cả con thuyền bé lương ngồi thở dốc có lẽ nó dường như đã gần kiệt sức rồi chỉ cần thời gian nghỉ ngơi thì mọi việc sẽ ổn cả thôi tôi lao xuống tiếp tục phần việc còn lại của nó những vong hồn vẫn cứ bám theo xung quanh nhưng ánh trăng thì vẫn cứ bị chai lấp mọi thứ dường như trở nên công cốc tôi lao mạnh lên trên mặt nước để lấy hơi lương lúc này cũng đã nhìn tôi rồi gào lên anh việt lên đây đi nhanh lên nhưng tôi nhanh chóng đã bị kéo xuống dưới mặt nước lại là những cái thứ quái quỷ đó dường như là thất bại thật rồi tôi đành phó mặc cho số phận của tôi mà thôi con dao cổ cũng đã nhanh chóng lóe sáng lên tôi cố gắng đến đâu thì hay đến đó nhưng số lượng mỗi lúc một đông khiến cho tôi không thể làm gì thêm được điều gì hết Lương cũng đã lao xuống ngay lúc đó, cố gắng dùng chút sức lực của mình với những tấm bùa mang theo để mà kéo tôi lên. Trong lúc tất cả chìm trong cái sự tuyệt vọng, những đám mây kia cũng bắt đầu chiếu sáng lại, những vong hồn bị bất ngờ vội tản ra. Tôi ngồi lên trên bờ, cái chân thì càng lúc càng buốt nhói, tôi lặn sâu xuống, cầm lấy cái gương, sau đó đập vỡ để nhúng máu của mình lại. Lúc này thì như có một cơn lốc cuốn phăng hết tất cả những vong hồn xung quanh và bên trong những tiếng gào thét như muốn xé tan những cái dòng nước đang cuốn mạnh xuống phò tượng đã được lương yểm một cách kỹ càng cuối cùng cũng đã hút trọn mọi thứ vào bên trong tôi lơ lửng ở trên mặt nước toàn thân của tôi buông thõng lương cũng chẳng khác mấy sức lực của cả hai anh em cũng đã cạn kiệt mất rồi không thể trụ được nữa nhưng đột nhiên là những bàn tay kéo chúng tôi lên trên bờ đó chính là thằng hạnh thằng bé đã cùng với những người dân còn sót lại ở trên bờ nhanh chóng tiến ra để vớt chúng tôi lên phò tượng cũng đã được mang lên trên bờ mọi người nhìn chúng tôi rồi cũng phì cười trong cái bộ dạng ướt nhẹp khi thấy những cây gật đầu lương lúc này thì lấy một thanh gỗ nhỏ ra rồi nói những giọng điệu yếu ớt với hạnh lặn xuống chỗ lúc nãy đóng thật sâu xuống dưới đáy rồi chuẩn bị vớt xác của mọi người lên đi nhờ các thầy trong chùa đến cầu siêu giúp họ nhé hạnh thì có phần phân vân thế nhưng rồi sau nó nắm chặt tay và đi xuống dưới nước nó làm theo đúng y như những gì mà lương đã dặn rồi đột nhiên mọi thứ đã trở lại được bình thường và một tiếng sấm rung chuyển trời đất người dân cũng đã có mặt ở bên ngoài để tìm kiếm và vớt sắc của những người đã khuất ở trong đêm tối này đây cũng chính là những tia hy vọng mà họ vẫn đang chờ từng ngày từng phút từng giây mà họ chưa bao giờ thực hiện được. Một đêm trông thật là tang thương, nhưng những giọt nước mắt, những tiếng khóc hòa lẫn vào cùng với nhau và cùng mùi hương khói bốc lên ở ven bờ sông này. Tôi và Lương đã được chuyển về nhà lúc nào mà chẳng hay. Phải mất mấy ngày sau thì hai thằng mới tỉnh dậy được. Bên bờ sông thì các vị cao tăng đã cùng nhau cầu siêu cho những linh hồn chết oan khuất và cùng với đó là đã xây dựng lên một cái miếu để thờ cúng cho mọi người Tôi chống chân cùng với Lương Đi ra bên ngoài với những lời cảm ơn của những người dân phồn hậu nơi đây Cảm xúc thực là lẫn lộn Mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi Nhưng ai nấy cũng vẫn quan tâm và hỏi han Trưởng làng thay mặt biếu hai anh em chúng tôi một số tiền Tuy chúng tôi ở đây theo gia đình của nhà bác Thuận Nhưng mọi chuyện giờ đã ổn thỏa Thì lại được cả làng cảm ơn Lương nhìn tôi rồi đáp lại Coi như chúng cháu ở đây với làng mình là có duyên Cũng chưa có dịp nghỉ lâu như thế này Hay là mọi người để tiền đây Để làm lễ cho mọi người Với lại còn xây miếu nữa Quà thì chúng cháu nhận Còn tiền thì bọn cháu xin gửi lại mọi người ạ à. Trông khuôn mặt của ai nấy cũng đều rất là mừng rỡ Họ cảm ơn dối rít Mọi việc như vậy là đã xong xuôi Chúng tôi cũng lên đường để đi về nhà Những người đưa đón cũng đã đông đúc gần lên hai anh em cũng đã kết gọn đồ đạc lỉnh kỉnh. Một chuyến đi dài ngày cũng đã khép lại. Không biết đã phải đối đầu với thần chết, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong xuôi, ổn thỏa. Mọi người ở đây cũng có thể yên tâm làm ăn và phát triển hơn trong những chuỗi ngày về sau. Chiếc xe lăn bánh cùng với những lời tạm biệt và một chút gì đó bâng quơ ở tại ngôi làng trài này vẫn còn in hẳn trong lòng của hai anh em chúng tôi. quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện của tác giả công hiếu cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em xin kính chào và hẹn gặp lại